44. Phật lực vô biên. Mặc dù Ngài đã nghiên cứu nhiều tông phái Phật giáo cùng tham thiền thoại đầu, nhưng đối với chư đệ tử quy y Ngài, Ngài luôn dạy họ niệm 6 chữ hồng danh, vì pháp môn niệm Phật A-di-đà đều thích hợp cho mọi người, không kể thông minh hay ngu đần. Điều quan trọng là hành giả thường phải xưng niệm đến nhất tâm bất loạn, thì chắc chắn lúc lâm chung sẽ được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đối với người học Phật, thì đây là con đường tắt, dễ nhất, hữu hiệu nhất, không nghi ngờ gì cả. Quả thiện là đệ tử kiền thành, quy y Ngài đã lâu. Ngày nọ, bà đến chùa lễ Phật. Sau khi đảnh lễ Ngài, bà khóc kể rằng chồng bà là La Khang Duệ bị bệnh lao phổi đã đến thời kỳ cuối cùng, và các bác sĩ đều tuyên bố là không còn phương trước. Nghe thế, Ngài an ủi bà ta chớ quá ưu sầu và dạy bà trở về khuyên chồng nên chí tâm niệm Phật. Nếu thọ mạng của ông ta chưa hết thì sẽ nương Phật lực khiến ông lành bệnh. Còn như nếu kiếp số của ông đã mãn mà ông chân thành niệm A-di-đà Phật thì ông sẽ được vãng sanh. Ngài còn giảng cặn kẽ cho bà đạo lý thiên lý nan trắc, nhân mạng vô thường, nghĩa là trời cao thật khó đo lường, cũng như mạng sống con người rất đổi vô thường vậy. Ông La nghe vợ thuật lại lời dạy của Ngài, ông nhận thấy rất có ý nghĩa, liền bảo bà đến cầu Ngài truyền giới quy y. Sau khi quy y được 3 ngày, ông mơ thấy Ngài đến nhà, đầu đội chiếc mão giống như mão của Đức Địa Tạng và đắp cà sa đỏ, cùng với nhiều vị Bồ Tát, Pháp tướng trang nghiêm, và Ngài bảo ông, bệnh của con sẽ khỏi, con chớ quá ưu phiền. Ngoài chứng bệnh lao phổi, ông La còn bị bệnh bao tử, bụng bị thủng phình trướng ra. Chỉ riêng chứng bệnh phổi của ông đã làm cho gia đình ông điêu đứng rồi, nên ông giấu người trong nhà chứng bệnh bao tử này. Khi thức giấc, bao tử ông tiết ra chất mặn không ngừng và mửa ra nhiều máu động. Kết quả là các bướu làm sưng đã được tống ra. Sau biến cố này, ông càng tin tưởng Phật Pháp và tinh tấn hơn. Trong bất cứ lúc đi, đứng, nằm, ngồi, tay không rời chuỗi tràng, mỗi ngày ông niệm cả muôn ngàn danh hiệu Phật. Do thành tâm, ông đã được cảm ứng nhiệm màu. Chỉ trong vài tháng sau, ông được bình phục mạnh khỏe và tráng kiện hơn trước. Đến lúc chụp X-quang trở lại, thì kết quả cho thấy bệnh lao phổi của ông đã hoàn toàn biến mất. Ha ha ha,